Ok, hello, chào các bạn. Ok, chào các bạn nha. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên Lindo. Rồi trước đi rồi lên đây. Hôm nay mới có dịp đưa Lindo đi vào thăm Lăng Bác. Đấy, đợt trước là anh đã đưa thầy giáo hiệu trưởng đi một lần rồi. Đấy, và hôm nay là đến lượt Lindo. Đây là Lăng Bác, ở nơi là thăm Lăng Bác này, thăm nhà sàn của bác này. Đấy, tí nữa là đi vào trong kia. Hôm trước thì là thầy hiệu trưởng là không được vào tận nơi. Vâng. Bởi vì là hôm trước là đang gọi là bảo trì bảo dưỡng lăng. Đấy. Vâng. Thì hôm nay là Lindo là may mắn hơn là thầy hiệu trưởng là Lăng đã mở cửa, đã bảo dưỡng xong. Đấy, được vào tận bên trong. Vâng. Ngắm toàn bộ khung cảnh ở bên trong. Đấy, đi. Thôi, bây giờ anh em mình đi thôi. Lindo này, Lindo ơi. Đây mọi người, anh em là vừa đi viếng Lăng xong. Đấy, ở trong đấy thì là không được quay phim chụp ảnh. Đấy. Thì ra ngoài này thì bắt đầu anh em mình mới lại quay tiếp. Đấy, ngoài này thì được quay. Đấy. Hôm trước là đợt Tết là đấy, có nhận thưởng. Được nhận thưởng lên văn phòng chủ tịch nước này. Đấy. Cả ra thì president này. Đấy, chủ tịch nước, chủ tịch. Primeiro presidente. Đó, đấy. Esse que fomos visitar agora. Đúng rồi đấy, ở đấy. Đấy, đợt đấy là Linh là được mời lên. Vâng. Nhưng mà Linh lại ở Angola. Anh lại đi nhận thay. Vâng. Anh được chụp ảnh thay. Đúng rồi. Anh được vào đấy rồi đấy. Dạ. Hôm nay mới thấy ngoài đời nhìn cả là biết liền. Vâng. Hôm nay vào đây thăm Lăng Bác. Vâng. Vào đến đấy là chỗ Bác Hồ. Bác Hồ sống và làm việc. Anh có chắc là nghe được tiếng Việt hết đúng không? Vâng, nghe được hết. Nói ngay mới có hiểu không? Có hiểu hết ạ. Vâng, có. Chỗ này là nơi ở và làm việc của bác Hồ Chí Minh. Vâng. Trong 15 năm cuối cùng của cuộc đời. Vâng, vâng. Đấy, bác Hồ là người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa này. Vâng. Và lãnh đạo cuộc cách mạng của nhân dân Việt Nam đánh đổ ách áp bức của thực dân đế quốc để giành lại độc lập tự do cho nhân dân Việt Nam. Đấy, sau khi mà lãnh đạo nhân dân giải phóng được hoàn toàn miền Bắc thì Bác Hồ từ chiến khu Việt Bắc, Bác trở về đây để sống và làm việc tại nơi này. Vâng. Đấy, thì toàn bộ cái khu vực này trước đây là do người Pháp họ xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 19 sau khi mà thực dân Pháp xâm lược được Việt Nam. Vâng. Đến năm 54 thì bác về đây và bác sống ở đây 15 năm cuối đời, từ năm 54 cho đến năm 1969. Và sau đây thì sẽ dẫn với tất cả các bạn ở đây mình đi tham quan chỗ ở của bác Hồ nhé. Vâng, rất là vui dẫn từ nước châu Phi đến đây tham quan ở đây cũng là một cái cách để cho bạn hiểu thêm về lịch sử của đất nước Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn chị. Nước Việt Nam thì ngày xưa cũng chịu rất là nhiều gian khổ vì là bị nhân dân Việt Nam bị áp bức và bóc lột của rất là nhiều đế quốc thực dân lớn trên thế giới, cũng giống như là người dân châu Phi đấy. Đúng, vâng. Vâng. Và Bác Hồ đã lãnh đạo người dân Việt Nam giành được độc lập tự do cho người dân Việt Nam. Cho nên là ai đều biết là Bác Hồ đối với người dân Việt Nam là một người vô cùng quan trọng. Đấy, bác đã sáng lập nên nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và lãnh đạo nhân dân chiến thắng ách áp bức của đế quốc Mỹ để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vâng. Hôm nay về đây thì chúng ta sẽ đi thăm nơi Bác Hồ ở nhé. Vâng. Trước đây toàn bộ cái khu vực này là do người Pháp họ xây dựng. Vâng. Khi bác về đây thì bác đã sống tại nơi này 15 năm cuối đời. Đây là cái ngôi nhà nơi Bác Hồ ở 4 năm đầu đấy. Vâng, từ năm 54 cho đến năm 58. Vâng. Đấy. Vâng. Khi mà Bác Hồ mới chuyển về đây thì đất nước Việt Nam vừa mới trải qua cuộc kháng chiến trường kỳ, cho nên là nền kinh tế rất là nghèo nàn, lạc hậu do hậu quả của nhiều năm chiến tranh, cho nên là Bác Hồ sống rất là giản dị. Vâng. Đấy, và bác kêu gọi tất cả các
nhà lãnh đạo của đất nước cũng phải đồng cam cộng khổ với người dân, và Bác Hồ cũng chọn cho mình một cái cuộc sống giản dị như vậy để hòa mình vào cuộc sống của nhân dân Việt Nam thời kỳ này. Xem qua nơi ở của Bác Hồ. Vâng. Đây là phòng phòng ngủ của Bác này. Vâng. Trong chiếc tủ đứng này còn lưu giữ vài bộ quần áo lụa Bác thường mặc, và sang nhất chỉ có một cái bộ quần áo kaki thôi. Vâng. Đấy. Còn đây chính là phòng ăn này của Bác Hồ này. Vâng. Bác Hồ không có gia đình riêng, Bác chỉ sống một mình ở đây thôi. Vâng. Thế bây giờ Bác Hồ đã dành trọn cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng. Vâng. Đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Vâng. Nhưng mà Bác chỉ sống có một mình ở đây, Bác không có gia đình riêng. Vâng. Cho nên là hàng ngày Bác Hồ thường ngồi đây để dùng cơm một mình. Thỉnh thoảng thì có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào đây thay phiên nhau vào đây dùng cơm với Bác để cho Bác đỡ buồn. Vâng. À, đấy chính là con búp bê truyền thống của Hội Hữu nghị Việt Nhật đã tặng cho Bác Hồ. Cái thời gian ở đây thì Bác cũng dẫn đầu đoàn đại biểu của Việt Nam đi thăm rất là nhiều nước trên thế giới để tăng cường cái sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Cho nên là Bác cũng đón nhận được rất là nhiều tình cảm của bạn bè quốc tế qua những cái quà tặng được vẫn còn lưu giữ ở đây đấy. Cái con búp bê đó là con búp bê của Hội Hữu nghị Việt Nhật tặng Bác, và bên cạnh đó là cái mô hình tháp Kremlin. Và bên cạnh là thùng đựng rượu hình trống của Bulgaria. Rồi cái mô hình phù điêu búa liềm của Liên Xô tặng Bác này. Rồi cả cái bức tượng bản thân của Lenin nữa. Vâng. Do nhân dân Liên Xô đã tặng Bác Hồ. Đây là cái ao cá mà nhân dân Việt Nam vẫn quen gọi với một cái tên rất là thân thuộc, đó là ao cá Bác Hồ đấy. Vâng. Mỗi khi mà nói đến Hồ Chí Minh thì nhân dân Việt Nam không gọi là Chủ tịch Hồ Chí Minh mà gọi là Bác Hồ. Bác Hồ. Vì gọi như vậy nó rất là thân thương, nó giống như là người ông, người cha, người bác trong gia đình của mình. Vâng. Thế, Bác Hồ rất là gần gũi đối với mỗi người dân Việt Nam. Vâng. Và ngày xưa là Bác cho nuôi rất là nhiều cá ở trong cái ao cá này. Vâng. Cá trắm này, cá chép, cá mè, cá trôi và nhiều nhất là cá rô phi. Vâng. Ở bên châu Âu có châu Phi có cá rô phi không nhỉ? Có, đúng không? Đấy là cá chép vàng. Vâng. Cá chép vàng đấy. Nhiều nhất là cá rô phi ở đây, Bác nuôi nhiều nhất là cá rô phi bởi vì đây là cái loài cá dễ nuôi và dễ sinh trưởng nhất đấy. Vâng. Thì hàng năm cứ đến dịp sinh nhật của mình là Bác lại tổ chức đánh bắt cá rồi chia cá đều cho mọi người trong cơ quan. Vâng. Và sau một cái thời gian nuôi cá này thấy cái mô hình này rất là thiết thực, và Bác cũng muốn nhân rộng cái mô hình này ra để đời sống của nhân dân được nâng cao. Vâng. Đấy, và từ ao cá này, Bác Hồ gửi cá giống đi rất là nhiều địa phương trong cả nước để mà tạo thành một cái phong trào nuôi ao cá Bác Hồ rất là sôi nổi trong toàn dân Việt Nam thời kỳ đó đấy. Vâng. Phong trào nuôi ao cá Bác Hồ. Vâng. Cái gì? Cá rau phi. Rau phi à? Đó. Nhìn thấy nhỉ? Đi rồi. Ra đầu kia mới nhiều kìa, ra đầu kia nhiều lắm đi rồi ạ. Vâng ạ. Ra đầu kia nhá, lát nữa mình sẽ lấy một xô bỏng ngô cho cá ăn. Vâng. Ở đây thì hàng năm cũng đón rất là nhiều nguyên thủ quốc gia đến đây thăm, và các nguyên thủ cũng ra đầu cầu ao đó để cho cá ăn bằng những cái xô bỏng ngô như vậy. Nguyên thủ quốc gia là president de otro país. Sí. Vâng. Chủ tịch ấy, của tất cả các nước đấy. Vâng. Vâng. Tổng thống của các nước. Tổng thống Barack Obama cũng đã từng đến đây. Bill Clinton. Vâng. Barack Obama. Vâng. Hầu như là những ai đặt chân đến Hà Nội đã đều đến đây. Vâng. Tất cả các nguyên thủ quốc gia gần như là sẽ đến đây thăm nơi ở và làm việc của Bác Hồ. Vâng. Để thể hiện cái sự kính trọng đối với lãnh tụ của đất nước Việt Nam.
Vâng. Đây, các cái cây này là ngày xưa cũng là bác trồng hết đúng không? Không ạ, vâng. Ngày xưa thì trước khi mà người Pháp họ về đây xây toàn bộ khu vực này thì đây là một góc của vườn bách thảo. À. Đấy thì sau khi mà thực dân Pháp họ xâm lược được nước mình thì họ xác nhận đây là cái khu đất cao và thoáng đẹp bậc nhất, rất là tốt về mặt phong thủy để đặt những cái trụ sở chính trị ở đây, cho nên là họ đã lựa chọn nơi này để quy hoạch xây khu phủ toàn quyền Đông Dương, tức là nơi ở và làm việc của các đời toàn quyền và quyền toàn quyền Đông Dương, người đứng đầu cơ quan cai trị của thực dân Pháp tại ba nước Đông Dương đấy. Đấy. Và chính vì tiền thân của nơi này là vườn bách thảo cho nên là những cái cây này là nó được lưu giữ từ cái thời kỳ đó, cho nên là nó có tuổi thọ hơn 200 năm rồi, tức là trước khi cả Bác Hồ về đây sống và làm việc tại lâu nơi này. Lâu lắm rồi. 200 năm lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Ôi mày có 30 tuổi. Bà cây 200 năm. 200 năm rồi đấy ạ. Vâng. Và Bác Hồ cũng là người rất là yêu thiên nhiên. Vâng. Bác rất thích trồng cây. Vâng ạ. Đấy, hàng ngày sau giờ làm việc thì bác thường ra vườn này, cuốc đất, trồng cây này, vâng. Làm vườn này, bác nuôi cá giống như là một lão nông thực thụ đấy. Vâng ạ. Đấy, và mỗi khi mà Bác Hồ đi công tác thì đến các địa phương hay là đến các nước trên thế giới, thấy những cái giống cây đặc sản của các vùng miền có thể mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống của đồng bào thì bác lại xin về trồng ở đây. Vâng. Cho nên cái khu vườn này càng phong phú. Ở đây là một cái cây rất là đặc biệt này. Vâng ạ. Nó đặc biệt ở chỗ nào Liên Đồ có nhận ra không? Dễ này. Dễ cây mọc lên đúng này. Rồi. Vâng. Đây là những cái rễ mọc lên từ cái cây này đấy. Vâng vâng. Bụt bọc. Đúng rồi. Này cắm đầy xuống dưới ao. Nó lan rất là rộng quanh ao cá của Bác Hồ. Cái loài cây này nó có nguồn gốc xuất xứ là cây thông kim. Vâng. Nó đến từ vùng đầm lầy của miền Nam nước Mỹ. Và trong cái điều kiện của vùng đầm lầy thì rễ của nó ngoi lên trên mặt nước để nó hút không khí. Và khi mà nó di cư sang Việt Nam thì nó vẫn giữ cái đặc tính này đấy. Nhưng mà mỗi lần mà Bác Hồ nhìn thấy những cái rễ cây này thì bác thường ví đây là bức tượng của những ông Bụt ở trong chùa. Và bác đặt cho cây cái tên mới, đấy là cây Bụt Mọc. Bụt Mọc đấy. Bụt Mọc. Bụt Mọc. Bụt Đà. Đấy, hôm nay có chị đi thì mới biết được nhiều đấy. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chứ mà vâng. Trước đi là cứ thế đi để nhìn thôi. Đúng rồi. Đúng rồi, phải có hướng dẫn viên chứ. Vâng. Đây, và bây giờ thì mình sẽ vào tham quan cái điểm di tích trung tâm ở đây. Vâng. Đấy là ngôi nhà sàn của Bác Hồ nhá. Vâng, vâng. Vì sao lại gọi là điểm di tích trung tâm ạ? Bởi vì đây là cái ngôi nhà nơi Bác Hồ ở lâu nhất. Vâng. Tức là 15 năm bác gắn bó với nơi này thì bác ở đây chính thức là 11 năm. Vâng. Đấy. Và cái ngôi nhà này thì nó thể hiện rõ nét nhất cái phong cách sống rất là giản dị và khiêm tốn của Bác Hồ. Vâng. Và cũng rất là gần gũi với thiên nhiên và rất gần gũi với con người. Vâng, vâng. Đấy là phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ về đây ở từ tháng 5 năm 1958, tức là đúng dịp kỷ niệm sinh nhật của mình vào năm 1958 đấy. Vâng, vâng. Đấy. Và kể từ đó thì ngôi nhà nhỏ này đã gắn bó với bác suốt 11 năm của cuộc đời. Và từ đây thì Bác Hồ đã sống trong suốt những cái năm tháng mà nhân dân, vừa lãnh đạo nhân dân miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội này. Vâng. Và tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh để giải phóng miền Nam, thống nhất hai miền Nam Bắc của Tổ quốc. Vì lúc bấy giờ là ở miền Nam đế quốc Mỹ đang xâm lược miền Nam và âm mưu chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam. Tầng 1 của ngôi nhà sàn này thì được thiết kế hoàn toàn thoáng với thiên nhiên và môi trường xung quanh. Đây chính là cái nơi mà bác thường đón tiếp khách này và chủ trì những cái phiên họp với Bộ Chính trị để quyết định rất là nhiều vấn đề hệ trọng liên quan đến vận mệnh của hai miền Nam Bắc lúc bấy giờ. Đúng rồi ạ. Nhưng mà trong suốt thời gian 11 năm bác ở đây thì hàng ngày bác vẫn trở về cái ngôi nhà đó để ăn cơm. Cho nên không ngủ ở đây nhưng mà ăn cơm ở bên đó. Bên này không ăn. Không ăn cơm bên này. Bên này bác chỉ làm việc và bác nghỉ ngơi thôi. Vâng. Đấy. Bác thường nói vui rằng là bác không có gia đình riêng cho nên bác xem cả dân tộc Việt Nam là đại gia đình của bác. Vâng. Và các cháu thiếu niên nhi đồng là con cháu bác, cho nên là bác rất là vui mỗi khi mà các cháu vào đây thăm bác, ngồi quây quần xung quanh ngôi nhà như thế này để hát và kể chuyện cho bác nghe đấy. Đấy là những cái giờ phút bác cảm thấy hạnh phúc nhất. Vâng. Và bác đặt thêm ở góc nhà một bể cá vàng như thế này.
Biết trẻ con rất là thích cá vàng cho nên là bác đặt ở đây để mỗi khi các cháu vào đây thăm bác thì các cháu sẽ vui hơn, thích thú hơn và chơi với bác được lâu hơn. Vâng. Những cái năm cuối cùng của cuộc đời thì sức khỏe của bác rất là yếu. Vâng. Nhưng mà bác vẫn rất là kiên trì tập thể dục để rèn luyện sức khỏe, để đủ sức khỏe lãnh đạo đất nước, lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Vâng. Đấy. Đây là những cái bộ đồ dụng cụ tập thể dục mà bác thường xuyên tập hàng ngày. Đấy. Vâng. Đây là những cái đồ đạc vật dụng trong ngôi nhà của bác Hồ nhá, những cái chiếc máy điện thoại để bác làm việc với Bộ Chính trị và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước để chỉ đạo của cách mạng Việt Nam này. Và thời kỳ đó là thời kỳ chiến tranh cho nên là mỗi khi mà bác Hồ đi ra ngoài thì bác thường đội cái chiếc mũ sắt này để có thể tránh những cái mảnh bom, mảnh đạn đấy. Từ những, sau những năm 60 là đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc rất là ác liệt. Cho nên là mỗi khi đi thăm các đơn vị bộ đội bắn rơi máy bay là bác thường đội cái chiếc mũ sắt này vào, tránh những mảnh bom, mảnh đạn. Rồi bây giờ mình mời cả đoàn mình lên tầng 2 của ngôi nhà sàn nhé. Đây là cái cây vú sữa của đồng bào miền Nam đã tặng cho bác Hồ này. Vâng. Thời kỳ đó là miền Nam và miền Bắc bị chia cắt thành hai miền. Dạ vâng. Đấy. Và bác Hồ thì rất là mong muốn được vào miền Nam thăm đồng bào chiến sĩ nhưng mà chưa có dịp thực hiện được cái điều đó vì chiến tranh rất là ác liệt. Và với một cái tình cảm đặc biệt dành cho bác Hồ, nhân dân miền Nam đã gửi ra biểu bác cây vú sữa này đấy. Vâng, vâng. Đấy. Và sinh thời mặc dù bác bận trăm công nghìn việc nhưng mà bác vẫn dành thời gian hàng ngày bác chăm sóc tưới tắm cho cây vú sữa bằng tất cả tình cảm của mình bác dành cho miền Nam. Và bác nói với các đồng chí phục vụ là mỗi khi mà bác cháu mình nhìn thấy cây vú sữa này lại thêm quyết tâm để mà đánh thắng giặc Mỹ, để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vâng ạ. Vâng ạ. Tầng 2 của ngôi nhà sàn này nó cũng rất là đơn sơ giản dị này. Một ngôi nhà của một vị chủ tịch nước nhưng mà không hề có bóng dáng của quyền uy phú quý hay là những cái đồ đạc xa hoa giống như là những cái ngôi nhà của các nguyên thủ quốc gia mà chúng ta thường tưởng tượng đấy. Cái ngôi nhà của bác Hồ ở thì rất là đơn sơ giống như cuộc sống của bao người dân Việt Nam khác thời bấy giờ. Đấy. Nhưng mà tại đây thì bác Hồ đã viết nên cái chân lý bất diệt của thời đại, đấy là không có gì quý hơn độc lập tự do. Vâng. Lúc nãy idol vào lăng của bác Hồ đấy, thì khi mà chúng ta bước vào lăng một cái là chúng ta sẽ nhìn thấy một cái dòng chữ được làm bằng vàng. Vâng. Nó có nghĩa là không có gì quý hơn độc lập tự do. Vâng. Thấy không? Có hả? Và chữ bằng vàng đấy, đấy là cái lời mà bác đã viết trong lời kêu gọi toàn dân Việt Nam đứng lên để chống Mỹ cứu nước. Vâng. Và những cái lời kêu gọi đó của bác đã thôi thúc người dân Việt Nam phát huy cao độ cái lòng yêu nước để mà đoàn kết lại, để đánh thắng giặc Mỹ, để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vâng ạ, xin cảm ơn chị ạ. Còn đây chính là phòng ngủ của bác Hồ này. Vâng. Có thể nhìn thấy chiếc mũ của bác Hồ đội này. Có. Vâng. Rồi chiếc đài radio của bác Hồ, đây là cái lọ hoa Huệ, là cái loài hoa mà nó có cái mùi thơm rất là ngọt ngào. Vâng. Đấy. Và đây là cái loài hoa mà sinh thời bác Hồ rất là yêu thích. Vâng. Và hàng ngày thì bác thường hay cắm cái lọ hoa Huệ này để tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên của mình, những cái người mà suốt cả cuộc đời vì bác bận việc nước thì bác không có cái điều kiện để mà sống gần gũi, để chăm sóc, quan tâm. Thì bác cắm cái lọ hoa Huệ này giống như là một cái cách bác tưởng nhớ đến những người thân trong gia đình của mình. Vâng ạ. Và sau khi bác mất thì hàng ngày thì bọn chị ở đây vẫn cắm cái lọ hoa Huệ này để giống như là bác vẫn đang còn sống và làm việc tại đây. Vâng.
Trước đây là cái khu vườn này bác trồng cây ăn quả ở đây để hàng ngày sau mỗi bữa ăn là sẽ có quả tráng miệng đấy. Vâng. Vừa rồi thì mình rất là vui khi được đưa Quang Linh cùng với các bạn của đoàn mình đi tham quan nơi ở và làm việc của Bác Hồ tại khu di tích Phủ Chủ tịch. Và chương trình đến đây là kết thúc rồi đấy ạ. Cảm ơn Quang Linh, tất cả các bạn đã vào thăm và lắng nghe hướng dẫn. Hy vọng là chuyến thăm này sẽ giúp cho tất cả mọi người, đặc biệt là ai sẽ hiểu thêm về lịch sử của dân tộc Việt Nam và thêm yêu đất nước chúng tôi. Cảm ơn rất là nhiều, chúc anh là nhiều sức khỏe, cả team của mình thật là nhiều sức khỏe để mà lan tỏa những cái điều tốt đẹp của nhân dân Việt Nam đến với các bạn châu Phi và tất cả các bạn thế hệ trẻ, tất cả mọi người. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh. Em cảm ơn chị rất nhiều đã giới thiệu cho em lịch sử của Bác Hồ Việt Nam. Vâng, em cảm ơn rất nhiều. Em chúc chị sức khỏe, công việc của chị là thành công, là gia đình của chị khỏe là và hạnh phúc. Em cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn Linh Đồ. Cảm ơn Linh Đồ rất là nhiều nhá. Chúc cảm ơn đây, bắt tay chị mà. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn cả đoàn nhá. Thế bây giờ thì đoàn mình sẽ ra ngoài theo lối này được rồi nhá. Xin chào. Mình vẫn sẽ thường xuyên theo dõi kênh của tất cả các bạn. Cảm ơn chị. Mong các bạn làm thật là nhiều chương trình thú vị hơn nữa nhá. Vâng, cảm ơn. Vâng chị ạ. Vâng.